thấy chưa chưa clear bài nào thì mọi người có thể góp ý cho mình nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái bài, một cái thuật toán khá là nổi tiếng trong học máy là hồi quy tuần tính, hay còn có tên tiếng Anh là linear regression. Thì chắc là ở đây trừ các bạn cũ thì các bạn mới, gen mới đã có ai tìm hiểu về cái thuật toán này chưa? Mọi người bật bật mic lên tương tác đi xem. Đã, ai tìm hiểu về cái này chưa? Dạ bọn em có tìm hiểu qua ở khóa Coursera rồi ạ. Ừ, ok. Kia đúng không? À, Thế nghĩa nghĩa đâu, nghĩa đã tìm hiểu chưa? em chưa rõ lắm. Nghĩa phải là người nhận đúng không nhỉ? Trước Đúng đúng rồi. đúng đúng rồi, là trong nhóm anh đấy. Thôi quá khứ đấy, anh đừng nhắc lại. Ok. Thì cái thuật toán này ấy, nó bây giờ từ trước các bạn trong trong đây cũng đã nói nhiều rồi. Và bây giờ tài liệu các thứ thì nó cũng khá là nhiều. Và slide các thứ ở trên trên mạng và trên các cái khóa học thì nó cũng rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cách sâu hơn về bản chất toán học của toán này, và mình sẽ tức là mình sẽ nói theo một cách nó hơi khác đi một chút. Thì và sau đấy thì mình sẽ mình sẽ build build một cái công thức, và mình sẽ đi coding cho cái công thức đấy. Đấy, dùng cái công thức đấy để giải quyết một bài toán về linear regression nó như thế nào. Ok, không mất thời gian nữa thì mình bắt đầu luôn nhé. Ok, mọi người thấy bảng mình chưa? Ừ, cái này đó. Quên rồi. Ok. Ok. Thì trước tiên trước khi vào thuật toán này thì mình có một cái ví dụ như này. Mình giả sử nhá, mình giả sử một cái ví dụ nhá, một ví dụ mình giả sử là bạn Kiên ấy, giả sử Kiên nhá, Kiên là một giáo viên nhá, một giáo viên tiếng Nhật đi. Đấy, rồi là tiếng Nhật đúng không? Thì số bộ phim xem phim Nhật xem một tuần là bao nhiêu chẳng hạn, đúng không? Rồi là đấy, rồi là một vài cái thông tin nữa. Đấy, và cái quan trọng nhất ấy là Kiên nắm được cái điểm số của các bạn này là bao nhiêu. Đấy, điểm thi, điểm kiểm tra. Đấy, tiếng Nhật của các bạn này là bao nhiêu. Anh Duy ơi, Ôi, anh cho lên một có tí và đấy, cho nét đậm lên một đấy, chút đấy, đấy ạ, chứ nét nó hơi mờ. hơi mờ đúng không? Vâng, cho to, biết to hơn và nét đậm Chưa hơn tí là được. clear ok. Cái này rõ chưa nhỉ? Hôm nay mình xin giới thiệu một cái bài. Đấy, được chưa? Em đi cho nét đậm nhất nhé, nét đậm nhất luôn đấy, một một ml đấy. Ok, thế này được không? Thì ok, quay trở lại ví dụ nha. Thì bây giờ và qua cái kinh nghiệm của bạn Kiên ấy, qua kinh nghiệm bạn bạn dạy học nhiều và bạn biết được là những cái thông tin như thế này thì nó ảnh hưởng đến cái điểm kiểm tra tiếng Nhật của bạn ấy, của các bạn học sinh, đúng không? Và bây giờ bài toán nó đặt ra là giả sử nhá là bạn 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 Nghĩa đấy chẳng hạn, Nghĩa Nghĩa là một học sinh mới, Nghĩa là một học sinh mới, đấy, Nghĩa là một học sinh mới muốn join vào cái lớp tiếng Nhật của Kiên. Và giả sử nhá, giả sử Nghĩa đang không ở Việt Nam chẳng hạn, đấy, đang không ở Việt Nam, đang ở một cái concert gì đấy của idol Nhật ấy chẳng hạn. Thì bây giờ Kiên muốn muốn kiểm tra xem là Nghĩa là học tiếng Nhật có tốt hay không, đúng không? Thì bình thường thông thường thì mình muốn kiểm tra thì mình đưa cho bạn một bài test thôi, đúng không? Thì Kiên Kiên muốn kiểm tra xem là bạn Nghĩa có học tốt tiếng Nhật hay không để phân lớp cho bạn Kiên chẳng hạn. Thì bây giờ đấy không 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 có bài kiểm tra nhá. Thì bây giờ mình làm cách nào để từ những cái thông tin như thế này của bạn Nghĩa chẳng hạn, đấy,
thì mình có thể biết được là bạn ý là được bao nhiêu điểm, hay là bạn ý có học tốt tiếng Nhật hay không. Đấy. Nói lại nhá, thì từ những cái thông tin như này, đấy, nó ảnh hưởng mà mình khiên biết là những cái thông tin như này nó ảnh hưởng mật thiết đến cái điểm kiểm tra của các cái bạn học sinh ở trong cái lớp như này. Đấy, và cái thông tin này người ta còn gọi là cái feature đấy. Đấy, các cái feature. Đấy, nó có ảnh hưởng mật thiết đến cái điểm kiểm tra của các bạn như này. Và bạn Nghĩa, đấy, bạn Nghĩa là một học sinh mới chưa kiểm tra cái bài kiểm tra tiếng Nhật này. Nhưng mà bạn Kiên biết được những cái thông tin, những cái thông tin mật thiết như này ảnh hưởng đến điểm kiểm tra của bạn Nghĩa. Thì vậy thì bây giờ là mình có thể dự đoán được cái điểm kiểm tra này không? Đấy, thì để trả lời câu hỏi đấy thì mình cùng đi tìm hiểu cái thuật toán ngày hôm nay để giải quyết cái bài toán này. Tên là hồi quy tuần tính nhé, hay là tiếng Anh là linear regression. Đấy. Và thuật toán này thì thuộc loại là supervised learning. Hôm trước thì mọi người cũng đã học về supervised learning, nghe ăn supervised learning các thứ rồi đúng không? Cái này chắc là mình cũng không nói lại nữa. Thì ok, bây giờ mình cùng đi giải quyết cái bài toán này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mô phỏng cái bài toán này trên một cái biểu đồ như này. Đấy. Thì có một cái biểu đồ ok nhỉ. Ừ. Đây, và mình sẽ có giả sử 3 điểm dữ liệu là 3 cái thông tin này là A, B, C đây. A, B, C. Thì tương ứng với 3 điểm dữ liệu này thì đã cho trước thì mình biết cái x và y của các điểm dữ liệu này, ví dụ là x1 này, là x2 này, là x3, là y1, y2. Thì ba như này, chẳng hạn. Mình biết 3 điểm dữ liệu này. Và bây giờ cái mình cần là gì? Là bây giờ có một cái điểm dữ liệu mới, hay là có một cái tọa độ x mới là x4 chẳng hạn. Đấy, x4 ở đây. Đấy, tương ứng với một cái thông tin của cái bạn học sinh mới. Đấy, mình sẽ làm sao để mình dự đoán được cái y. Đấy, là cái target của mình là bạn học sinh này, là tương ứng bạn Nghĩa này. Đấy, thì nó có bạn ấy có tốt tiếng Nhật hay không. Giả sử là như thế. Thì bây giờ để làm được việc đấy nhá. Thì ý tưởng của thuật toán này là như nào? Thì nó sẽ mình cần đi tìm một cái đường thẳng. Đấy, đường thẳng như này là y bằng x cộng b chẳng hạn. B. Sao cho là 3 cái điểm dữ liệu này. Sao cho là cái đường thẳng này nó phải đi qua chính giữa 3 cái điểm dữ liệu này. Đấy, chính giữa 3 điểm dữ liệu này. Hay nói cách khác là 3 cái điểm dữ liệu này nó phải gần cái đường thẳng này nhất. Đấy. Lại nhá, tức là mình cần tìm một cái đường thẳng cần đi qua chính giữa ba cái điểm dữ liệu này. Đấy. Vậy thì bây giờ mình biết là một cái đường thẳng trong không gian ấy thì nó chỉ đi qua hai điểm phân biệt như này thôi đúng không? Đấy, đi qua hai điểm phân biệt như này thôi thì nó sẽ luôn có một cái đường thẳng. Nhưng mà đối với ba điểm không thẳng hàng như này thì chắc chắn là sẽ không có đường thẳng nào đi qua được ba điểm này đúng không? Thì bây giờ cái mình cần tìm ấy là mình cần tìm cái đường thẳng nó gần nhất thôi. Thì có nghĩa là như nào? Bây giờ cái mình mong muốn là ba cái điểm này nó phải nằm trên cái đường thẳng y bằng x cộng b này. Thì có nghĩa là giả sử là a nằm trên y bằng x cộng b đúng không? Đường thẳng y này thì nó sẽ có là y1 chẳng hạn bằng ax1 cộng b. Đây là điểm a nhé. Tiếp theo là điểm b. Đây là y2 bằng a x2 cộng b. Điểm c y3 ax3 b. Và cái mình muốn ấy là cái hệ công trình này nó phải xảy ra
tức là cả ba điểm này nó phải nằm trên cái đường thẳng y bằng hai cộng b này, đúng không? Vậy thì bây giờ ấy là tại vì ba cái thằng này nó không thể nằm trên được, thế nên là cái thằng này nó chắc chắn nó sẽ vô nghĩa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ không thể tìm tìm nghiệm được tìm nghiệm thực tế của ba thằng này được. Sorry, tìm nghiệm chính xác của ba thằng này được. Ba thằng này nó vô nghĩa mà. Vậy nên là mình sẽ có một cái phương pháp. Bây giờ mình sẽ có một cái phương pháp để giải quyết cái bài toán này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cái phương pháp này nó kiểu nào, bây giờ mình sẽ chuyển chiều không gian ấy từ row space sang column space để mình giải quyết. Tức là sẽ như nào? Là bây giờ mình tức bây giờ mọi người biết là một điểm trong không gian nhé, một điểm trong không gian thì mình có thể biểu diễn dưới dạng vector, đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ mình có thể viết lại như thế này để dễ hình dung hơn nhé. Thì mình sẽ có là i1 i2 và là i1 i2 i3. Mình ký hiệu màu khác đi để tí mình sẽ giải thích tại sao như thế. Bằng a cộng b, đúng không? Và mình thấy ở đây b ấy, b thì ở đây là mình cộng với b thì mình hiểu là đây là b này, mình nhân với 1 ở đây, nhân 1 đây, đúng không? Thì ở b ở đây thì mình nhân với cả một cái vector 1 1 1. Đúng chưa? Và bây giờ cái mình cần tìm ấy là cần tìm cái đường thẳng này, đúng không? Hay là cách khác là mình cần tìm AB, đúng không? Tìm AB. Thì AB ở đây ấy, nếu mà sau này mọi người học MIS ấy thì nó sẽ gọi cái A này là coefficient, còn B là intercept. Đấy, mọi người nếu mà trong các cái tài liệu mà nó viết như thế thì mọi người cũng hiểu đây là A và B là hệ số của cái phương trình y bằng a cộng b như này. Bây giờ cái mình cần tìm là AB, và ở đây là cái hệ phương trình này nó sẽ không thể xảy ra được, đúng không? Thì ở đây mình không thể nào dấu bằng được rồi, thì mình phải là một cái dấu dấp xỉ như này. Bây giờ nhá, cái mục tiêu mình cần tìm ấy là tìm cái đường thẳng y bằng a cộng b. Đấy, tức là hay là tìm AB sao cho là a nhân với x1 x2 x3 cộng b nhân 1 1 1 nó phải sấp xỉ tốt nhất với cái vector i1 i2 i3 này, đúng không? Phải sấp xỉ tốt nhất. Vậy thì như vừa nãy mình đã nói đấy, bây giờ mình không thể xử lý trên không gian hai chiều được, mà bây giờ mình phải đưa về một cái không gian cao chiều hơn. Em mình bài toán của mình phải chuyển từ column space sang row space, row space sang column space để mình giải quyết. Tức là như nào? Bây giờ mình sẽ mô phỏng nó trên không gian ba chiều nhé. Bây giờ mình có một cái trục OX y như này, thì để x này, để z. Thì đây mình sẽ vẽ lại các vector như này cùng màu luôn nhé, là i1 i2 i3. Đây là 1 1 1 này. Ok. Bây giờ này, mình từ cái bài toán ban đầu của mình nhá, từ bài toán ban đầu của mình đưa về không gian ba chiều. Vậy thì bây giờ mình sẽ liên hệ nhá, mình sẽ liên hệ từ cái bài toán ban đầu của mình. Đấy. Và tại sao mình lại phải đưa về không gian ba chiều để làm gì? Thì đây, bây giờ mình nhắc lại một chút về cái quy tắc cộng vector hồi cấp 2 mọi người học ấy. Giả sử là bây giờ mình ok, bây giờ mình có một hai cái vector như này. Giả sử là vector này nhá, là x1 đây vector x2. Thì mọi người hiểu là theo quy tắc cộng vector, theo cái quy tắc hình bình hành ấy, thì mình sẽ có đây là vector x1 cộng x2, đúng không? Đây vector x1 cộng x2
hơi mình hành đấy. Thì đây là vector x1 cộng x2 này. Bây giờ mình sẽ lấy một cái trường hợp khác là vector x1 cộng 1 phần 2 x2 đi. Thì nó có phải là mình lấy một nửa x2 đây. Đối với cái hình bình hành như này chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Thì x1 cộng 1 phần 2 x2. Rồi là x2 cộng 1 phần 2 x1. Thì nó sẽ như thế này. Lấy một nửa cái này x1 này. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ nhé. Bây giờ. Cái. Bây giờ mình có một cái vector như này chẳng hạn. Là AX1 cộng BX2. Thì nó sẽ là cái gì? Thì nó sẽ là một cái vector mà nằm trên một cái vector bất kỳ nào đấy nhá, nằm trên cái mặt phẳng này, mà nằm trên cái mặt phẳng tạo bởi x1 cộng x2 này, đúng chưa? Nằm trên cái mặt phẳng này, đúng không? Vậy thì bây giờ nhá, bây giờ mình liên hệ cái này với cái bài này, với cái này, thì giờ mình có này. Là mình có là cái vector y này với cái sorry, bây giờ như này là bây giờ mình sẽ đặt cái này là a cái a đi, một cái vector a đi, sorry, một cái ma trận a sẽ bằng là cái x1 này, x2 này, x3 này, 1 1 1, đúng không, như này đó, và một cái vector x đấy, sẽ bằng là bằng AB, bằng AD, đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình có là vector AX, vector AX nhé, vector AX thì có phải là cái vector AX này nhá, bây giờ mình chưa biết AB đúng không, bây giờ thì mình hiểu là cái vector AX này nó chính là một cái vector bất kỳ làm trên mặt phẳng tạo bởi hai cái thằng là x1, x2, x3 và 1, 1, 1 này, đúng không? Như theo quy tắc cộng vector mình vừa nói thì nó cái thằng x này nó sẽ chính là một cái vector mà nó nằm trên cái mặt phẳng này. Một cái mặt phẳng này, đúng không? Đấy thì mình giả sử cái vector ax này nó ở đây. Thì bây giờ cái bài toán của mình nhá, bài toán của mình ban đầu là tìm một cái đường thẳng y bằng x cộng b sao cho là y qua chính giữa ba cái điểm này nhá, hay là sao cho cái khoảng cách nào tốt nhất, tức là sao, tức là y 1 y 2 3 này, cái mình mong muốn nhá, cái mình mong muốn là cái y 1 y 2 3 này nó phải là xấp xỉ tốt nhất của cái a x 1 x 2 x 3 cộng b 1 1 1 này đấy, hay nói ngược lại nhá, hay nói ngược lại là vector ax này nó phải là xấp xỉ tốt nhất, hay là khoảng cách giữa ax và vector y 1 y 2 3 này nó phải là gần nhất. Thì các bạn bây giờ giúp mình xem là trên một cái chiều không gian 3 chiều này thì vector ax và y 1 y 2 3 là gần nhất khi nào? Chiều về vector y 1 y 2 3 xuống cái kia xuống lấy cái đường góc. Chính xác. Gần nhất khi y 1 y 2 3 à ax nó sẽ phải là hình chiếu của y 1 y 2 3. Đúng không? Đây, thì nó phải là hình chiếu của y 1 y 2 3. Thì mình đây mình tiện hát đây cả. Ok. Thì từ bài toán ban đầu nhá, từ bài toán ban đầu của mình trên không gian hai chiều là thì mình cần tìm một cái đường thẳng này. Đấy, đi qua chính giữa ba điểm này. Và cái đường thẳng này nó phải xấp xỉ tốt nhất của cái này. Từ bài toán này nhá, và mình sẽ chuyển về cái không gian ba chiều này. Và mình sẽ quy về bài toán tìm hình chiếu của y 1 y 2 3 này trên cái mặt phẳng này. Đúng chưa? Đấy, bây giờ bài toán của mình đã dễ hình dung hơn rất là nhiều rồi. Đấy, thì đây là cái trường hợp bài toán của mình nhá. Vậy thì bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi tìm hay là đi giải quyết một cái bài toán tìm hình chiếu tổng quát. Và mình sẽ quay và mình sẽ lắp cái công thức đấy. Mình sẽ lắp những cái thông số đấy vào cái bài toán tổng quát. Ok. Đây thì mình để mình vẽ lại cái hình như thế này là y này. Yep. Đây thì mình ký hiệu nó trường hợp tổng quát nữa, thì mình sẽ để đây là x 1 này, y 1 z 1
mình lấy ký hiệu vector B chẳng hạn. Và tiếp theo là hai cái vector A1 chẳng hạn. Vector A2. Ok. Và bây giờ bài toán của mình là tìm hình chiếu đúng không? Thì đây là mình gọi một cái vector AX ở đấy. Mình đặt là P chẳng hạn. P. Như này. Ok, bây giờ mình sẽ đi giải quyết một cái bài toán tổng quát như này. Thì bây giờ mình cũng chỉ dùng một vài cái kiến thức ở trong MAE mọi người học và một vài kiến thức cấp 3 để mình giải quyết thôi. Nó cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ nhá, mình thấy là cái H này chính là cái B này nó sẽ gần nhất với cả cái P này, khi cái P này là hình chiếu của cái P này trên cái mặt phẳng này đúng không? Đấy, hay nói cách khác là H này sẽ vuông góc với P, đúng không? Thì bây giờ mình có thể rút ra được cái này không? Là H sẽ vuông góc với mặt phẳng A1, A2 nhá. Thì H sẽ vuông góc với cả A1. H vuông góc với A2. Đúng không? Đấy, hay nói cách khác là bây giờ mình có thể viết theo cái kiểu vector nhá. Thì nó sẽ là như này, A1 transpose nhân H bằng 0. Hay là A2 transpose nhân H bằng 0. Đấy. Mình biết cái kiểu này là chính là cái kiểu nhân vô hướng mọi người cấp 3 hay học ấy. Mà mình đã ký hiệu ra cái kiểu này. Thì bây giờ mình có này. Nhá, lên đây một chút. Mình thấy là A, cái A của mình đặt ban đầu ấy, thì nó sẽ bằng là x1, x2, x3, 1, 1, 1 đúng không? Thì đây là cái trường hợp bài toán của mình. Vậy thì dưới này, cái trường hợp bài toán tổng quát thì A này, thì có nhá, có là A này. Thì có phải bằng là x2, y2, z2, x3, y3, z3 đúng không? Và bây giờ A thì có phải bằng là AB đúng không? A chính là AB hay là sorry đó. A phải bằng A1, A2 nhé. Đúng chưa? A1, A2 đúng chưa? Thì bây giờ là có A này bằng A1, A2 này mà là H vuông góc với A1, H vuông góc với A2. Thì bây giờ mình có thể viết được thế này không? A transpose nhân H đúng không? Đúng chưa? Mình hoàn toàn có thể viết được như này đúng không? Bây giờ mình có này, A transpose nhân H bằng 0. A transpose nhân H bằng 0. A transpose nhân H bằng 0 này. Bây giờ mình thấy là H theo cái quy tắc vector nhá, mình lại có là H này. H có phải bằng B trừ P không? Đúng không? H bằng B trừ P. H bằng B trừ P. Bây giờ mình thay vào đây thôi. Đúng không? Bây giờ mình sẽ suy ra này. Là A transpose nhân B trừ P bằng 0. A transpose nhân B trừ P bằng 0 hay là tương đương với A transpose nhân B bằng với A transpose nhân P. A transpose nhân B bằng A transpose nhân P đúng không? Và bây giờ quay đây lên kéo lên lại nhá. Thì P của mình ấy, P của mình đặt ở đây, nó chính là cái thằng AX này. Đúng chưa? P của mình chính là cái thằng AX này. Bây giờ mình sẽ thay AX vào đây. Mình sẽ có là A transpose nhân B bằng A transpose nhân AX. Đúng chưa? Và cái mình cần tìm ấy, cái mình cần tìm chính là cái X này. Đúng chưa? Chính là cái hệ số của cái phương trình đường thẳng y bằng x cộng b, đúng không? Cái mình cần tìm là cái x này. Thì mình có là a transpose nhân b. Thì bây giờ mình muốn tìm cái x này đúng không? Và trong ma trận thì mình không thể nào chia được. Vậy thì mình bắt buộc phải nhân nghịch đảo, đúng không? Thì mình sẽ có a transpose nhân a trừ một bằng x.
hay là viết lại là x sẽ bằng a transpose nhân a mũ trừ 1 nhân a transpose nhân b. Ok, ở đây ấy, ở đây chính là cái x, cái công thức để tìm ra x, và cái x là cái hệ số của AB, phương trình đường thẳng y bằng x cộng b, cái mà mình cần tìm ấy. Và cái phương trình này nhá, và cái phương trình này nó có tên là least square estimation. Đây ạ. Thì cái phương trình này nhá, mình chứng minh ở đây nhá, thì nó chính là cái này này. Chính là cái này. Đây, chính là cái này. Đó, thì nó là least square estimation, hay là mình phương tối thiểu. Đấy, là omega bằng a transpose nhân a mũ trừ 1 nhân a transpose nhân y. Thì đấy chính là công thức của mình vừa chứng minh vừa nãy. Nhưng mình sẽ ký hiệu khác. Ký hiệu khác người ta một chút, tại người ta ký hiệu hơi khó hiểu mà. Đấy, thế nên là mọi người đọc trong các tài liệu hay là trong các slide vân vân, thì trong sách vân vân, thì người ta có một công thức này. Thì hôm nay mình đã giúp các bạn chứng minh được cái công thức này. Tại sao lại có cái công thức này? Đấy. Bằng những cái phương, bằng những cái tính toán toán học nó rất là đơn giản thôi. Thì đấy. Thì cái phương pháp để tính toán cái này nhá, hay phương pháp áp dụng cái này vào một cái bài toán NIST, một bài toán linear regression của mình ấy, thì nó có tên là least square, nó có tên là normal equation. Đấy, cái công thức least square estimation nhá, mình áp dụng vào nó có tên là normal equation. Thì đây là cái một cái phương pháp thì sau này mọi người rất là hay sử dụng. Vậy thì bây giờ này, bây giờ có một cái câu hỏi như này, thì có phải một cái bài toán có dạng linear regression nào thì chúng ta cũng áp dụng được cái này vào tính không? Cái công thức này để vào để tính toán không? Câu trả lời là không nhé. Câu trả lời là không. Vì sao? Bởi vì là bây giờ mình cũng sẽ có một cái trường hợp như này. Ví dụ cái trường hợp của mình là chỉ có 3 điểm dữ liệu như thế này thôi, hoặc là ít điểm dữ liệu thôi, thì mình sẽ rất dễ dàng để tính toán đúng không? Thì mình chỉ cần lắp công thức vào, và theo cái tính toán theo cái flow tính toán của mình nhá, thì mình sẽ chuyển cái chiều không gian đơn giản về một cái chiều không gian nó phức tạp hơn một chút để mình tính toán, đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy, khi mà có nhiều điểm dữ liệu hơn, tức là cái x1, x2, x3 này và cái y1, y2, y3 này sẽ nhiều hơn, thì mình không thể nào mình chuyển từ một cái chiều không gian cao chiều này lên một cái chiều không gian cao chiều hơn để mình tính toán được. Như thế nó sẽ rất là phức tạp, đúng không? Rất là phức tạp. Thì nếu mà mình áp dụng nhé, nếu mình áp dụng đấy vào, thì chắc chắn nó sẽ bị tràn ra, sẽ khó tính toán. Vậy thì để giải quyết được cái trường hợp đấy, thì người ta sẽ phải có một cái phương pháp. Bây giờ mình tìm hiểu phương pháp này. Là cái cách một nhá, cách một. Thì cách hai, cái phương pháp đấy thì nó sẽ sử dụng một cái thuật toán, nó có tên là gradient descent. Gradient descent. Và cái thuật toán này ấy, đấy, thì nó nếu ai học đạo hàm một cấp 3 rồi, học đạo và hiểu rồi, thì nó cũng tương tự như cái đạo hàm như thế, nhưng mà nó chỉ hơi khác một chút thôi. Giờ mình sẽ cùng đi xem là cái thuật toán gradient descent này nó là như thế nào, và cách thức giải quyết cái bài toán linear regression trên cái. Vừa nãy cậu xong linear regression rồi đúng không? Cái normal equation của nó rồi đúng không? Đúng rồi. Không biết là liệu bao nhiêu bạn ở đây thực sự hiểu cái vấn đề mà cái bất cập của cái normal equation mà Duy vừa nói không nhỉ?
lên MI nó bắt tính thử mấy cái 4 5 triệu là biết. À thế à? Nhưng mà em mới học Nhưng được như khóa đi là đúng nhiều đúng đúng rồi, nhiều nhiều bạn chưa học mấy em. Với cả cái kiểu có những bạn này. SE nữa chưa học mấy. Đúng rồi, đấy là cái nguyên nhân tại sao là hôm nay mình sẽ nói theo cái kiểu là kiểu toán toán học là một chút. Tại vì sau này cái này sẽ là bổ sung cho MAI của các bạn. Chắc chắn ở đây các bạn sẽ phải học MAI rồi. Không, tại vì ở đây có những bạn SE, các bạn ấy À có bạn SE à? sẽ không học Mình tưởng AI hết à? mà. Có bạn SE đúng không? Thế thì cũng không không sao nhá. Mình biết thêm được một một cái công thức như này thì cách chứng minh nó cũng cũng đơn giản hơn mà, đúng không? Em nghe em cũng cũng hiểu đúng không? Chứng minh xong thì các bạn thấy ngay một cái vấn đề của cái công thức này. Đây, giải thích lại cái công thức này cho các bạn clear lại nhé. Thì Đấy, thì Tùng giới thiệu đây. cái A kia là cái ma trận dữ liệu đúng không? Không không, tớ lấy công thức cuối thôi. Tớ không giỏi Đúng giỏi cái rồi, này. đúng rồi. Nói đi, nói đi. cái công thức cuối ấy. A là ma trận dữ liệu đúng không? B là cái intercept. Thì cái ma trận dữ liệu thì các bạn biết rồi, nó là cái bảng của mình ấy. Các bạn sẽ fit cả cái bảng vào, mỗi một cái hàng là một một điểm dữ liệu, mỗi một cột là một cái feature. Đấy, và cái bảng của mình ấy thì chắc là các bạn cũng đã làm qua rồi đúng không? Thì thấy là bảng nó có hàng hàng nghìn hàng, hàng nghìn hàng là ít đấy, dữ liệu nhỏ đấy. Rồi cột cũng thế, cột thì các bạn làm mấy cái dữ liệu nhỏ nhỏ thì nó chỉ có vài chục cột thôi. Rồi, nhiều lắm, chắc là ít ít bạn ở đây đã từng tiếp cận những cái dữ liệu 100 cột, nhưng mình đã từng tiếp cận dữ liệu 1.000 cột rồi. Đấy, và cái bảng của các bạn mà kiểu như là 1.000, quên, mà đặc biệt ấy, ra công nghiệp, ra dữ liệu lớn ấy. Đấy, thì nó thậm chí là nó 1 triệu hàng, 1 triệu hàng, 10 triệu hàng. Đấy, ví dụ như là ở bên đơn vị cũ của mình thì 1 triệu, hàng triệu thuê bao viễn thông mà. Đấy, thì các bạn hình dung là cái bảng của nó rất là lớn, 1 triệu nhân với 1.000. Đấy, và cái bảng này mà nó nhân với nhau ra cái công thức kia là cũng oải đấy. Đấy, nó mà nhân ấy, nhân thì nếu mà như mà muốn nhân được thì mình lại phải nhân nhân trong RAM. Các bạn học máy tính thì chắc là biết RAM hết rồi. Đấy, thì nó sẽ rất là tốn tốn RAM để mà tính toán cái thằng này. Đấy, ma trận thì tính song song, có thể tính song song được, mà rất là tốn RAM. Đấy, thì đấy là cái bất cập của normal equation mà như vừa nãy là Duy đã nói. Chính xác. Đấy là những kiến thức thêm từ từ bạn Tùng đó. Người đi trước người đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Ok, giờ mình cùng đến với cái equation thì xem, và mình sẽ sử dụng cái equation thì xem này để giải quyết cái bài toán, cái trường hợp mà mình Tùng vừa nói, hay mình vừa nói đấy, là cái bất cập của cái normal equation này. Ok, giờ mình sẽ nói nhé. Bài bài toán toán của của mình mình vẫn vẫn là là tìm tìm AI và AI AI cộng cộng B B đúng đúng không? không? Mình sẽ mô phỏng như Ok. Bây Bây giờ giờ ấy, mình mình không không phải phải là là ba ba điểm điểm dữ dữ liệu liệu ban ban đầu đầu nữa. nữa. Bây Bây giờ giờ mình mình sẽ sẽ có có nhiều nhiều điểm điểm dữ dữ liệu liệu hơn hơn đúng đúng không? không? Bây Bây giờ giờ mình mình có có ở ở dưới dưới đây đây nhiều nhiều điểm điểm hơn. hơn. Rất Rất nhiều nhiều điểm điểm như như này này cả. cả. Thì bây Bây giờ giờ cái mình cái cần mình tìm cần nhá, tìm vẫn vẫn là là một một cái cái đường đường thẳng thẳng y y và và xb xb mà mà nó nó mô mô phỏng phỏng được được cái cái tập tập dữ dữ liệu liệu này. này. Y Y có có chỉ chỉ nữa nữa được được các các điểm điểm dữ dữ liệu liệu như như này, này, y y bằng bằng 2 2 cộng cộng b. b. Ok. Ok. Và Và bây bây giờ giờ ấy, ấy, cái cái phương phương pháp pháp đấy, 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 thì thì người người ta ta sẽ sẽ sử sử dụng dụng ý ý tưởng tưởng nhá, nhá, ý ý tưởng tưởng là là người người ta ta sẽ sẽ sử sử dụng dụng gradient gradient descent descent để để người người ta ta giải giải quyết. quyết. Nhưng Nhưng mà mà chưa chưa nói nói đến đến cái cái phần phần gradient gradient descent descent thôi. thôi. Thì Thì đầu đầu tiên tiên đấy, đấy, là là người người ta ta cái ý ý tưởng tưởng trong trong đầu đầu ra, ra, cái cái người người sử sử dụng dụng cái cái này, này, người người ta ta sẽ sẽ đi đi random. random. Đấy, Đấy, người người ta ta đi đi random. random. Sử Sử người người ta ta random random này. này. Đấy, Đấy, random random một một cái cái thằng thằng y y có có tọa tọa độ độ bằng bằng A1, A1, A y1 này, A A x x cộng cộng b b như như này, này, A1 A1 B1 B1 đó. đó.
cái đầu viết này nó hơi khó, hơi xấu ha. Thì mình sẽ để là I A đi, A B này đi, X này đi. Bây giờ mình sẽ vẽ được một cái thằng đường thẳng như này. Đấy, mà nó có cái mà nó có chỉ số coefficient intercept là AB chẳng hạn như thế. A1B1. Và bây giờ cái mình cần ấy là làm sao để mình vẽ được một cái thằng đường thẳng I1 chẳng hạn, I1 nó phải gần cái thằng I bằng 2 cộng B nhất. Tức là cái thằng I1 đấy nó phải sắp xỉ với I bằng 2 cộng B một cách tốt nhất như thế này. Hay nói cách khác là cái khoảng cách giữa cái đường thẳng I1 này, cái đường thẳng I1 là mình vẫn ký hiệu như trên nhá, là đường thẳng I này nó sẽ là AX đi. Đúng chưa? I bằng AX. Vector AX đại diện cho I bằng AX cộng B mình vừa nói đấy. Thì I bằng AX thì cái khoảng cách AX trừ đi I nó phải là nhỏ nhất. Đúng chưa? Nó phải là nhỏ nhất. Thì bây giờ mình cùng liên hệ với từ công thức này nhá. Mình đặt FX đi. FX. Mình cùng liên hệ cái hàm FX này với cả một cái phương pháp như này như sau. Đây, bây giờ hàm của mình là hàm AX, một cái hàm bậc 2 đúng không, với FX thì bằng AX trừ Y, tức là bình phương. Bây giờ theo cái cách các bạn mình làm ấy, mình cần tìm min của này đúng không, mình cần tìm cực kiểu của này, mình cần tìm giá trị nhất của này. Thì bây giờ hàm bậc hai thì để đi tìm cái giá trị min max thì cấp 3 mình đã học một cái phương pháp là tìm gì mọi người, là đi tìm cực trị, đúng không, chính xác, cực trị, đúng không, tìm cực trị. Thì hồi cấp ba mình học ấy, thì để một điểm là điểm cực trị thì mình nhớ là phải là fx này, điều cũng cần fx là f phải x bằng 0 không, và đều cái đủ là gì, là cái x này nó phải đủ dấu đấy, đủ dấu qua cái hàm số này, nó phải đủ dấu qua cái x này đúng không, thì nó sẽ là được cực trị. Vậy thì đây là cách của cấp 3. Nhưng mà đối với cái bài toán này thì trên không gian nó rất nhiều chiều mà đấy, trên các điểm nghiệm rất nhiều chiều thì mình không thể sử dụng cái phương pháp này được, mình bắt buộc phải sử dụng cái thuật toán gradient descent này để giải quyết. Bây giờ mình cùng tìm hiểu cái phần 2 nhé, cùng tìm hiểu là gradient descent này nó như thế nào mà nó lại giải quyết được cái vấn đề như thế này. Thì bây giờ mình mô phỏng giả sử là cái hàm fx của mình có dạng như thế này, đúng không, hàm bậc 2 có dạng như này, giả sử như thế nhé. Thì bây giờ cái mình cần tìm là cái điểm cực trị, là cái điểm này, đúng chưa? Hay là cái điểm này còn gọi một cách khác là optimal value, đúng chưa? Hay là optimal value, hay là global minimum đúng hơn. Đấy. Thì nó là một cái điểm cực trị, mà cái điểm này mình cần tìm, đúng chưa? Mình cần tìm cái điểm này. Đấy. Sao cho là cái AX trừ Y này nó phải min tại đây rồi. Bây giờ mình anh có một cái điểm random nhá, cũng gọi là cái điểm x này. Random là cái điểm nằm trên này cả. Đây, một điểm x ở đây. Thì bây giờ cái thuật toán gradient descent này, bây giờ mình sẽ giải thích nó nhá. Gradient descent ấy thì dịch theo tiếng Việt của nó là đạo hàm xuống dốc. Đúng không? Đạo hàm xuống dốc. Vậy thì cái đạo hàm bây giờ mình bóc tách ra nhá. Đạo hàm thì mình biết rồi, đúng không? Đạo hàm thì cấp 3 mình biết rồi. Thì đạo hàm là gì? Đạo hàm nó chính là độ dốc của phương trình tiếp tuyến tại cái điểm đó nhá. Đạo hàm tại một điểm chính là độ dốc của phương trình tiếp tuyến tại điểm đó. Vậy thì tiếp theo là phần xuống dốc. Đấy, cái hay của thuật toán này là cái phần xuống dốc đó, nó không phải là cái phần đạo hàm. Đấy, là phần xuống dốc. Thì bây giờ mình xuống dốc như thế nào? Đấy. Bây giờ cái thuật toán này nó nói là bây giờ mình sẽ xuống dốc
ngược dấu với đạo hàm, hay là mình sẽ cập nhật ngược dấu với đạo hàm, đúng chưa? Vậy thì bây giờ mà dấu của đạo hàm nhé, mà dấu của đạo hàm nó lại chính là cái dấu của phương trình tiếp tuyến. Dấu của đạo hàm tại một cái điểm x thì chính là cái dấu của phương trình tiếp tuyến tại điểm x đó. Bây giờ cái dấu phương trình tiếp tuyến của mình tại điểm x này, đấy, nó là như này đó, hướng lên. Thì bây giờ thuật toán này nó là xuống dốc đúng không? Bây giờ nó sẽ đi ngược, ngược cái đạo hàm này, thì nó sẽ lại hướng xuống, nó sẽ như này. Đấy. Và tiếp tục như thế, nó sẽ cập nhật các cái điểm x mới theo cái chiều ngược dấu với đạo hàm. Thì đây là anh gọi là đây là x1 nhé, thì tiếp theo là đây là x2, x3, x4, vân 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 vân. Và cuối cùng ấy, cái mình muốn ấy, hay là thuật toán này ấy, nó sẽ tìm được cái điểm cử trị này bằng cách xuống dốc và cập nhật như thế, nó sẽ tìm được cái điểm cử trị của mình. Đúng không? Nhưng mà có một cái trường hợp như thế này. Đây nha, thì mình sẽ mô phỏng nó dưới dạng công thức trước đã. Mình sẽ có cái trường hợp về sau. Ví dụ bây giờ như này, là mình có cái công thức, mình sẽ đi cập nhật ngược ngược dấu với đạo hàm nhá, thì nó sẽ theo một cái công thức là x1 bằng x0 trừ đi alpha nhân với cả f phải của x0. Đúng không? Đấy, đây là cái trường hợp của mình. Mình sẽ lấy trường hợp tổng quát của nó sẽ là xn sẽ bằng xn trừ 1. Hay là xn cộng 1 đi. Xn cộng 1 thì bằng x trừ đi alpha nhân với cả f của xn. F phải của xn. Bây giờ mình cùng đi giải thích cái công thức này nhá. Thì cái alpha này, cái alpha này nó được gọi là learning rate. Learning rate hay còn được dịch là tốc độ học ấy. Tốc độ học. Mà trên này nhá, theo cái bài toán của mình thì mình hiểu là nó là cái tốc độ xuống dốc thôi. Nó là cái tốc độ xuống dốc thôi. Thế bây giờ cái tốc độ xuống dốc này nó ảnh hưởng đến cái việc cập nhật của mình đúng không? Vậy thì bây giờ giả sử nhá, anh cho, sorry, mình cho cái tốc độ xuống dốc này nó quá nhanh thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Nó quá cao thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Thì nó sẽ đi qua cái điểm cực trị đúng không anh? Chính xác. Thì khi mà mình để cái learning rate này nó quá lớn nhá, thì nó sẽ đây nhá, thì cái x1 mình ở đây cả. Đấy, thì cái x2 của mình nó không ở vị trí này mà nó ở vị trí này cả. Đấy, x3, x4, x5. Đấy, mà nó chưa dừng lại. Sorry, nó chưa đi qua cái điểm này nhá. Nó chưa dừng lại tại cái điểm này mà nó đi qua mất rồi. Đúng chưa? Tức là nó sẽ vòng đây. Vòng đây, vòng đây. Đấy, mà nó sẽ khi đây rồi nhá, nó sẽ đi ngược xuống tiếp thì nó sẽ cứ bỗng như này. Đấy, nó cứ đi như thế, chính xác thế. Nó sẽ không tìm được, và nó không tìm được cái điểm mà tối ưu mà mình, hay là điểm cử trị mà mình cần tìm. Đúng chưa? Đấy là cái trường hợp mà alpha quá lớn. Vậy thì cái trường hợp alpha quá nhỏ hay sao? Trường hợp alpha quá nhỏ thì khi mà mình cập nhật ấy, cái x1 đây, cái x2, x3 ở đây, x4, x5, vân vân đấy, thì nó sẽ cập nhật rất là chậm, hay là nó sẽ xuống dốc rất là chậm. Thì như thế thì mình sẽ rất là lâu để mình tìm được cái điểm cử trị của mình. Đúng chưa? Vậy thì mình tóm lại là mình nắm được cái ý tưởng của thuật toán này là mình sẽ cập nhật các cái x sao cho là nó đi ngược dấu với đạo hàm, hay là ngược dấu với vector tiếp tuyến tại cái điểm x đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ link bài toán bên này sang bài toán bên này. Bây giờ mình sẽ liên kết bài toán bên này nhé, sang bài toán bên này. Đấy. Nó sẽ như nào? Bây giờ mình có là cái điểm x của mình nhá, đây là x1 đây. Đấy, điểm x1 của mình. X1 của mình. Mình ra được nhá, thì nó nằm ở vị trí này chẳng hạn. Đúng chưa? Đấy, thì bây giờ là x2 khi mà mình cập nhật á theo cái biểu đồ bên này nhá, khi mình cập nhật thì nó
đi gần nó, khoảng cách của nó đối với cái điểm cực trị của mình nó gần hơn, đúng không? Tức là đối với bài toán này thì mình sẽ đi cập nhật một cái thằng x nó gần hơn với cái thằng y này. Cứ tiếp tục như thế, xuống dốc và cập nhật, xuống dốc và cập nhật, xuống dốc và cập nhật thì mình sẽ thu được một cái thằng x sao cho là cái ax trừ y này nó phải là nhỏ nhất, hay là cái thằng x mà nó có xấp xỉ tốt nhất đối với cái thằng target mà sorry đối với cái thằng y bằng a cộng b mà mình cần tìm, và mình sẽ coi nó là cái thằng y bằng a cộng b của mình, đúng chưa? Nó lại nhá, thì đầu tiên này, đầu tiên là mình sẽ random một cái thằng x, x một, đúng chưa? À, bây giờ mình sẽ dùng cái thuật toán gradient descent này bên này để mình cập nhật, mỗi lần cập nhật mình sẽ random, mình sẽ cập nhật một cái đường thẳng y, sao cho này cái khoảng cách giữa đường thẳng y này với cái đường thẳng mà mình cần tìm nó là nhỏ nhất, nó là nhỏ hơn, cái lần phía trước. Tiếp tục như thế. Đó. Cuối cùng mình sẽ tìm được cái thằng y bằng a cộng b nó xấp xỉ tốt nhất với cái thằng y mà mình cần tìm. Ok, thì đấy là ý tưởng của thuật toán gradient descent. Mọi người có bổ sung hay là cái gì không? À thì mình nói thêm một chút là cái thuật toán gradient descent này nhá, thì cực kỳ nổi tiếng và sử dụng rất nhiều trong học máy nói chung và tối ưu nói riêng. Không chỉ là cho cái bài toán linear regression nhá, rất nhiều các bài toán khác mình cần phải sử dụng cái thuật toán này. Tuy nó cổ điển thôi nhưng mà nó rất là hữu dụng. Và cái gradient descent này nó sẽ có rất nhiều cái biến thể như là stochastic này, Adam này, vân vân. Thì mọi người sau này mọi người về mọi người có thể đọc thêm những cái đấy. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu một cái basic nhất là thuật toán của ý tưởng của thuật toán gradient descent là gì và cách link nó để giải quyết cái bài toán của mình, bài toán linear regression của mình. Thì các bạn có bổ sung gì không? Có câu hỏi gì không? Cái này hôm trước tôi có thấy một cái animation rất là hay của cậu. Ừ. Thì nữa mình cho nói cái đấy sau ha. Ok. Thì các bạn có hiểu cái này chưa? Các bạn có ai bị khó hiểu cái này không? Hay khó hiểu cái phần trên không? Thì người cứ thẳng thắn đặt câu hỏi thôi. Mình cố gắng là mình trả lời được thì mình sẽ trả lời. Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại một chút. Ok, mình sẽ tóm tắt lại một chút. Là cái bài toán của mình bắt đầu là mình cần tìm một cái đường thẳng y bằng a cộng b đi qua chính giữa ba điểm này, và cái phương pháp đầu tiên mà mình giải quyết phương pháp đầu tiên mà mình cần tìm để giải quyết cái bài toán này đó là phương pháp mối equation. Thì nó mình sẽ chứng minh và lại chứng minh nữa thì nó dựa trên cái công thức least square estimation như này. Cái phương pháp thứ hai thì khi mà sử dụng cái phương pháp mối equation như này thì mình gặp phải một cái vấn đề mà vừa từng nói đấy, là nó sẽ rất là khó khăn hay là nó sẽ bị tràn bộ nhớ đối với những cái bài toán mà nó dữ liệu nó nhiều chiều hay dữ liệu nó phức tạp. Thì để giải quyết cái vấn đề đấy thì người ta đã dùng cái thuật toán ý tưởng của gradient descent để cập nhật và tính toán để tìm ra một cái đường thẳng y sao cho nó có xấp xỉ tốt nhất đối với cái đường thẳng y mà mình cần tìm. Thì đấy là tổng hợp của cái bài học hôm nay. Thì nếu mà mọi người về đọc các cái slide như thế này, đây là mình lấy slide của thầy Phát tại Bách Khoa Hà Nội, thì nó sẽ khá là khó hiểu.
Đấy, không biết là tại sao lại có cái công thức least square estimation, tại sao lại dùng phương pháp nông bố equation, tại sao lại dùng gradient descent để cập nhật như thế. Đúng chưa? Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người cố gắng giải thích làm sao cho nó đơn giản nhất về cái ý tưởng của cái thuật toán này và cái ý tưởng của cái phương pháp nông bố equation này. Thì ok, bây giờ mình sẽ như ban đầu mình đã nói đấy, bây giờ mình sẽ cố tình một chút, mình sẽ từ công thức này nhá, mình sẽ đi giải quyết một cái bài toán linear regression, mình tính toán nó như nào. Tôi thấy phần code có vẻ hơi nhỏ nhỉ. Cậu có thể cho cái phông nó to lên ấy. Ok. Ok, mọi người này thấy rõ chưa? Ok nhá. Bây giờ là giả sử là mình có một cái bộ dữ liệu như này đây. Sorry, bây giờ mình có một cái list cái dữ liệu như này cả. Bây giờ người cùng import các cái thư viện cần thiết và cái dữ liệu như này cho mình, giúp mình đấy. Có thể có cả chẳng hạn. Mình sẽ đi giải quyết cái bài toán này. Ủa chết rồi. Mệt quá. Không, có thể giải lao nhá. Giải lao đi. Cũng một tiếng rồi đúng không? Thôi được rồi, để mình nói luôn nốt cái này rồi. Tớ nghĩ là mọi người cũng cần uống nước rồi, cậu cũng cần uống nước nữa ấy. Mình giải lao 10 phút đi. Ok. Cho các bạn xuống đất tí. Chỗ Di có bạn nào điều tra đằng sau ấy. Có bạn nào bị kiểu như là out check không? Kiểu... sau một hồi không biết là mình đang ở đâu. Thực ra mình thấy như Duy giải thích từ nãy giờ thì nó cũng không nặng gì lắm. Bạn nào mà kiểu hơi váng rồi thì có thể comment thử xem nào. Cái này bình thường thôi. Không có gì phải lo lắng quá. Chắc là các bạn ngại. Em ván từ đầu luôn ạ. Thì mình nghĩ là nếu như mà bạn nào mới tiếp xúc cái này thì đúng là hơi sẽ hơi ván thật. Đấy, nhưng mà các bạn có thể tranh thủ về đọc lại. Duy cũng sẽ gửi giáo trình, Duy cũng sẽ gửi slide đúng không? Đấy, về đọc lại hoặc là đọc trên mạng, mình thấy là cũng có những chỗ họ giải thích khá là dễ hiểu ấy. Thì mình đọc rồi ngẫm thì nó sẽ ra thôi. Đấy, và thực tế thì những cái thứ toán lằng nhằng này ấy, thì sau này các bạn cũng sẽ tuân hóa nó. Sử dụng các thư viện thì coding nó cũng
nhẹ nhàng thôi đấy, nhưng mà các bạn hiểu cái đằng sau nó thì sẽ cho các bạn một cái nền khá là chắc. Cái gì nhỉ, don't worry about it if you don't if you don't understand it. Ok, câu điện thoại của thầy Andrew nào, mọi người có cảm thấy làm sao đấy thì cũng bình tĩnh, cứ bình tĩnh nhé. À, anh Duy cho em hỏi anh dùng cái gì chia được màn hình, vừa nãy có slide để góc bên trái em. Rồi chia màn hình á, ở cái góc này bên á, không, ở có cái slide góc bên trái cái notebook ở đây á. Chia màn hình thì dạ anh có một cái màn hình rồi ở bên này mà. À không, em anh mở lại cái chỗ để vẽ. Đây ạ. Vâng, anh không có lên nãy có slide bên trái rồi mà. À, slide anh có chia đâu. Đây anh vứt tới luôn mà. Cái notebook này nó hay mà. Mời không không quay dùng cái này. Anh thích dùng cái này. Nó em có thể đưa video các thứ lên đây được hết. Ảnh video các thứ, tập PDF các thứ, slide các thứ lên đây hết. Vâng, này em lên đây cái này. Mình không hay dùng cái online lốt đâu, tại vì nó như thế nào ấy. Cho mình cũng tính mình cũng hay vẽ vời màu mè tí thôi, thì cũng không có gì đâu. Mấy cái này cũng sau này mình mới học, mình cũng người mới học thì, như mình ngày xưa nhá, mình mới học tầm 2 năm trước ấy, mình mới học về mấy cái này rất là đau đầu, chả hiểu gì. Tại sao người ta nghĩ được những công thức như thế? Tại sao mà có như thế này, tại sao lại dùng cái gì để xem để giải quyết? Nhưng mà kiểu là nó mưa dần thấm lâu ấy, qua năm tháng tự nhiên một ngày rồi đấy mình ngủ dậy mình ấy, mình hiểu nó à thì ra như thế đấy. Rất hay. Tròn đấy, tròn đấy. À không, anh không gọi em, anh không gọi em. Anh đang like gì, like cho gì. Chứng tỏ là chuẩn vẫn nghe đúng không? Không phải là chuẩn không nghe. Em mới làm đi chơi rồi. À đâu. Ok thế thì mình cũng đi giải quyết rồi nhỉ. Giờ mình cũng thôi mình đi giải quyết hai cái này rồi nè. Mình sẽ nói nốt vài phần quan trọng nữa rồi mình sẽ đi ăn cơm. Ở đây nhiều bạn chưa ăn cơm đúng không? Mình cũng hơi đuối đấy. Okay. cậu có thể giải thích lại cái data đầu vào này được. Data đầu vào đấy. Ừ. Đây, để mình giải thích như này một chút. Thì bây giờ nhá, giả sử là mình anh có một cái tập data như này đúng không? Bây giờ giả sử là anh nhá, mình ấy. Đây có Tùng. Mình chưa biết nhá, mình chưa biết nó có phải dạng là như đi hay không. Bây giờ mình muốn biết nó phải dạng như hay không thì mình sẽ plot thử ra xem như nào ha. Giờ mình sẽ plot chấm nào, đây là cái mình nghe thử xa, thử plot thử xem là cái dạng dữ liệu mình như thế nào. Từ đang có một lúc gì đấy. Đây thì dạng dữ liệu của mình nó sẽ như này. Thì nhá,
bây giờ đây đây nhá, nếu mà mình viết gõ chấm sâu AB như này thì nó sẽ ra một cái đường như này. Bây giờ mình muốn nó theo cái dạng là điểm không thì mình thêm cái row này. Đấy. Thì cái điểm dữ liệu này. Đấy, những cái điểm dữ liệu này nhá. Đấy, thì nó đang cái dạng gì đấy không? Cái dạng gì đấy mà mình có thể coi nó là linear. Đấy, thì mình nhìn đây nhá, mình nhìn đây thì mình thấy là mình có thể vẽ được một cái đường thẳng y bằng a cộng b nó đi qua chính giữa các cái điểm dữ liệu như này. Được chưa? Thế là cái điểm dữ liệu này như tôi nói thì mình tạo ngẫu nhiên thôi, mình tạo làm sao để cho nó thành linear để mình làm thôi. Mình đang lấy một cái ví dụ để giải quyết mà. Thì mình không đi vào bài toán thực tế luôn, sợ nó hơi khó là mấy cái đoạn bắt đầu liên quan đến cái xử lý dữ liệu các thứ nữa. Ok. Y bằng AX cộng B. Tớ thấy cậu đang hơi bị trùng notation nhỉ? Đúng không? Cái nó B. Nó hơi trùng một chút. Ừ, cái B này nó là... Đúng rồi. Cái Y để dự đoán đúng không? Còn cái... Nó chính... Đúng rồi, nó là cái Y đấy. Thì... tại vì mình muốn là theo cái công thức như này. Thế nên là... Nó hơi bị trùng một chút. Mà nói chung là mình có thể vẽ được một cái đường thẳng như này nhá. Đấy. Ok, bây giờ mình cũng đi vào mình giải quyết. Thì bây giờ là cái A của mình. Đấy, thì cái A và B của mình nó đang là một cái list. Thì bây giờ mình muốn áp dụng được cái công thức này thì mình phải đưa nó về cái dạng vector đã. Mình đã học trong NumPy rồi. Thì muốn đưa về vector thì mình phải có một cái hàm NumPy.array. Bây giờ như này nhá, là cái vector của mình ấy, khi mà mình để như này này, khi mà mình để như này đây, quên chưa tắt cái này đi, cứ pin thôi. Đây, thì A của mình nó sẽ theo cái dạng vector hàng như này. Đúng không? A của mình theo dạng vector hàng như này. Nhưng mà bây giờ nhá, theo cái công thức mà mình vừa làm ấy, thì cái A của mình, bây giờ mình muốn nó sẽ về cái vector cột như này. Đấy, mình vector cột như này. Và mình sẽ phải cái mình muốn nhá, cái mình muốn là về cái dạng như này. Đấy, và x1, x2, x3 là cái A của mình. Và vector 1, 1, 1 đó. Và thì cái 1, 1, 1 là mình sẽ giải quyết sau. Bây giờ mình có cái A như này. Bây giờ mình muốn là chuyển về vector cột đúng không? Thì mình bây giờ mình sẽ chấm transform vào đây. Đó. Tương tự cái B cũng như thế. Mình phải chấm transform vào đây. Cái bước này có nghĩa là bây giờ mình sẽ change row vector to column. Yeah. Đây mình cần phải dưới này mình cần phải tính toán công thức này, tính toán ma trận mà, tính toán vector mà. Bây giờ mình sẽ phải chuyển nó về dạng vector. Ok, bây giờ quay trở lại với cái A này. Bây giờ mình muốn là cái A này nó sẽ vào 1 x 1 x 2 x 3 1 1 1. Đấy, bây giờ mình cần phải tạo một cái vector 1 1 1 và mình sẽ concatenate đấy, mình sẽ ghép về cái thằng A này để nó tạo nó ra cái dạng mà cái A của mình cần. Bây giờ mình sẽ bước này sẽ là create comments. Rồi thì giờ mình có một cái
Không. Cái trong gì ở trong năm pai nó có một cái hàm on luôn. Có cái hàm on on luôn. Thì bây giờ cái mình cần là gì? Cái mình cần đấy là cái vector 111 này. Nhưng bây giờ mình tạo cần tạo một cái vector 111 nhé. Đấy, nhưng cái mình cần là cái vector 111 này nó phải cùng chiều với cái vector a mà mình vừa tạo trên. Đúng không? Mình cùng chiều thì mình mới concatenate được với nhau mà. Là mình sẽ phải tạo đó có một cái là a chấm shape a chấm shape như này một giờ bây giờ mình thử print cái shape ra nhá cho mọi người dễ hiểu chấm shape quên cái shape của A nhé 15, đúng chưa? Tức bây giờ mình cần thêm cái số 15 này vào cái vector 1 này mà định nghĩa đây này thì nói chung là bây giờ mình cần phải thêm cái shape này vào đây để sao cho là cái số chiều của thằng 1 mình muốn thêm vào ý mình con concatenate nó phải cùng chiều với cùng số chiều với thằng A đúng không? Bây giờ mình cần thêm một cái đi thay nữa đây là cái shape trên này mình cần phải khai báo cái định dạng nó nữa bây giờ mình thử in cái once mình ra nhá ok đây là vector 1 nó có 15 chiều mình đã vừa tạo đấy vừa tạo được rồi ok bây giờ mình có vector 1 rồi có vector a rồi bây giờ mình sẽ concatenate nó lại với nhau thôi thì bằng một cái lệnh là a chấm numpy chấm concatenate cái a concatenate bây giờ mình phải cần phải concatenate theo cái chiều này đúng không? Để concatenate theo cái chiều này như thế nào? Mình thử anh thử làm cái bình thường mình concatenate bình thường nhá. Đây, nếu mà bình thường mình concatenate thì nó sẽ chạy theo chiều như này. Đấy, và cái mình muốn làm nó sẽ chạy theo cái chiều song song như này chứ. Đúng không? Mình cần cái dạng như này mà. Thì bây giờ mình phải thêm một cái lệnh là Artist đây. Đây là chính là cái A mà mình cần tìm. Đúng không? A mà mình cần tìm. Bây giờ ok, bây giờ mình có A rồi, có B rồi. Bây giờ mình áp dụng công thức này thôi. Đấy, công thức của mình nó A là có B rồi. A đúng dạng mình cần tìm nó. Giờ mình dùng công thức nào thôi. Thì bây giờ mình sẽ mình gọi mình đây là để x thôi. Để x luôn. X bằng cái gì? Dạ nhá. Mình cần là mình tính toán với ma trận đúng không? Tính toán với ma trận thì ở đây nó có một cái mũ trừ 1 đây. Tức là mình chuẩn bị mình cần nghịch đảo cái này thì để nghịch đảo được ấy trong NumPy nó hỗ trợ một cái hàm lin ang cái hàm này ấy, nghĩa là như nào lin ang là viết tắt của linear algebra chuyên để tính toán với ma trận thì mình nghịch đảo đó, thì mình phải chấm inverse nó về như này a transpose đúng không a chấm bây giờ mình nhân a thôi nhân thì bây giờ mình nhân ma trận mình sẽ có là dot a nhá tiếp tục mình sẽ dot a transpose mình theo công thức này thôi a transpose dot b ok mình thử in cái x này xem là mình đã biết công thức đúng chưa nhá
Em mình thử in thử đã xem là đúng chưa. Ok, đúng. Thì đây là cái giá trị x của giá trị x là AB. Sorry, không phải giá trị x là mình nói hơi bị trùng một tí, nhưng mà nó chính là cái tọa độ AB mà mình cần tìm. Bây giờ mình có cái x này rồi. X là cái này rồi. Thì bây giờ mình thử vẽ lên. Mình sẽ đi vẽ lên xem là cái trường hợp này nó sẽ như nào. Bây giờ mình có bây giờ đây nhá, từ để vẽ lên nhá, lại cái này một chút. Đây, cái dữ liệu ban đầu mình như này đúng không? Thì bây giờ mình cần một cái đường thẳng y, đấy, đường thẳng y, mình giả sử nó đi như này, thì ở đây thì mình cần để tạo cho nó hai cái giá trị. Khi mà mình plot lên ấy, mình cần tạo cho nó hai cái giá trị. Giá trị x và giá trị y với đường thẳng đấy. Thì mình có lót lên mà. Bây giờ mình sẽ tạo một giá trị x của nó là giá trị x0 bằng giá trị của nó phải trong khoảng từ, mình để từ 1 đến 46 đi, đúng không? 1 đến 46 đây. Đấy, 1 đến 46. Chúng ta transpose. À, giá trị y0. Y0 của mình là bây giờ cái quan trọng là cái Y0 của mình đúng không? Thì bây giờ nhá, Y0 của mình để giải thích cái này một chút. Thì cái Y0 của mình thì có thể bằng A X0 cộng B A X0 cộng B. Thì bây giờ cái vector AB này vector AB nhá, thì vector X này nó cũng bằng là AB như này. Đúng chưa? Tức x này là một AB như này. Thì bây giờ để mình lấy được cái giá trị AB như này thì mình phải chỗ này mình viết cái chỉ số của nó. Thì cái chỗ này y bằng a cộng b này, tức ở đây mình hiểu là a của mình sẽ là x 0 0 và b sẽ là x 1 0 đúng không? A sẽ là x 0 0 nhân với cả x 0 cộng với cả b là x x 1 không đúng không? 1 không. Ok, bây giờ mình sẽ thử plot. Đấy, x 0 và x 0. Đúng chưa nhá? Đấy, thì nói là cái x 0 này là mình sẽ tạo một cái x ấy, như này này để cho nó để mình vẽ lên một cái đường thẳng vào. Thế tức là mình muốn vẽ một cái gì đấy trên mình plot gì đấy trên trục x y, mình phải khai báo cái x cho nó và cái y cho nó. Và cái y thì mình cho công thức y mà a cộng b mà mình viết x rồi, viết x cả đây rồi. Thì mà x thì lại viết theo cái dạng vectơ là ab như này. Thì đây cũng nghĩa là đây là x 0 0 này, ở đây sẽ là x 1 0 này, đúng không? Bây giờ mình phải plot thử lên nhá, xem lại đúng chưa nhá. Ok, chính xác. Thì đây chính là cái đường thẳng y bằng a cộng b mà mình vẽ được. Mình đã tìm được. Nó đi chính giữa các điểm dữ liệu như này. Bằng cách là nó mối quotient là sử dụng cái phương pháp least square estimation để mình tính toán. Đấy. Thế là mình đã chứng minh cái công thức này chính xác. Mình đã áp dụng cái công thức này để giải quyết một cái bài toán về linear regression như thế này rồi. Đúng chưa? Ok cho mọi người, ok chưa nhỉ? Mọi người ok chưa? Ok đúng không? Ok, vậy thì bây giờ là đây là cách đầu tiên nhá. Cách đầu tiên là anh sử dụng cái phương pháp, mình sử dụng cái phương pháp nó mới quy chuẩn như này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái cách khác, là bây giờ mình không cần phải làm như này nữa. Làm như này thì nó lúc nào mình cũng phải sử dụng cái công thức rồi là transpose rồi là inverse, nó phức tạp. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng thư viện. Thì đây cách một nào, cách một
cách 1, sử dụng công thức, nó cách 2, cách 2 là sử dụng thư viện. Bây giờ vẫn cái dữ liệu như này, mình cần viết lên đúng không? Bây giờ là sử dụng thư viện, thì mình có một cái biến là nào đó đấy, thì là Media model.regression. Đây mọi người viết viết như mình nhá. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thư viện ở trong trong scikit-learn, nó tên là media model. Đấy, cái đó cho mình như này. Media model.regression. Ok đâu. Thì bây giờ là mình có cái một cái model là linear model.linear regression. Bây giờ mình chỉ đơn giản là có một cái lệnh là fit fit cái A và B để mình có. Thì cái fit này nó như nào? Cái fit này thì mình hiểu là cái model của mình sẽ chọn ra một cái tốt nhất để đưa dữ liệu vào để tính toán. Hay là nó đơn giản là chuyên định ấy. Hiểu một cách dễ hiểu hơn, tức là mình đang đi training, đưa dữ liệu vào để mình training. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, thì bây giờ mình tính toán. Xong là bây giờ mình sẽ mô phỏng ra. Thì bây giờ mình sẽ có một cái như này. Ok, này đi. X0 F bằng tương tự cái X0 rất là nhiều trên này nhá. Không, không của mình. Nhưng mà bây giờ mình nói cái coefficient intercept này. Thì bây giờ nhá, cái x0 của mình có lẽ mình nó phức tạp, và bây giờ mình phải hiểu là các cái giá trị của cái vector này là x0 và x1. Bây giờ mình không cần phải làm thế nữa, rất đơn giản chỉ là mình khai báo là linear chấm coefficient thôi. Thì coefficient mình hiểu là a nhân với cả x0 cộng với cả intercept. Không cộng với cả nhân với cả x0. Coefficient. Ok. Bây giờ mình sẽ plot ra nhá. Đây, đấy. Bây giờ mình dùng cái model, mình dùng thư viện, mình khai báo model linear regression, mình fit dữ liệu vào, thì nó sẽ rất là đơn giản như này thôi, một vài dòng như này. Mình giải là coefficient là chỉ số A, intercept là chỉ số B. Mà mình plot lên, thì mình tìm được đơn giản y mà s cộng b. Nó sẽ đơn giản hơn cái các tính toán của mình. Thì ok, đấy là cái phương pháp tính toán đối với nó mối equation đó. Thì bây giờ cũng hơi muộn rồi, mình cũng khá là mệt rồi, thì mình sẽ nói qua một cái gradient descent như này. Mọi người về mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì đây. Thì nó khá là dài đâu. Hôm nay mình đi giới thiệu hết cái này nhưng mà thấy thời gian nó không đủ. Thì mình sâu cái cách hai ra. Thì ở đây thì mình có khai báo thêm cái hàm gradient descent ở đây, và mình khai báo hai cái chỉ số là learning rate và integration. Thì learning rate là chính là cái alpha của mình vừa nãy,
mình biết rồi. Đấy, thì mình cần khai báo các chỉ số này. Và bị vỡ hình. Cái đó bị vỡ hình. Ok, để mình cắt thời gian này đi. Đây, mình thời gian cái màn hình này. Thì đây, đây chính là cái phương pháp sử dụng gradient descent để giải quyết. Bây giờ mình tạo nó với một cái animation như này. Đấy. Thì đầu tiên một cái mình sẽ run được một cái x0 như này nhá. Sau đó thì mình sẽ cập nhật theo cái phương pháp gradient descent. Và cuối cùng mình tìm một cái tường cả y màu xanh xanh ở đây. Đây này, cái này. Mình sẽ dừng ở đây. Tức là nó sẽ là một cái sấp xỉ tốt nhất đối với cái y mà mình cần tìm. Đấy. Và mình sẽ lấy đó là cái giá trị mà đại diện cho cái tập dữ liệu theo cái mô hình linear regression. Thì cái này thì mọi người mình sẽ tí nữa mình sẽ gửi code lên lên nhóm mọi người có thể về tham khảo. Thì bây giờ mình có dặn mọi người một cái này là cái linear regression đấy hay là cái mô hình hồi quy thuyền tính ấy thì nó có rất là nhiều cái có rất là nhiều cái slide rồi là các cái trang viết về cái này rồi người ta sẽ viết rất là sâu các cái công thức nó rất là bài bản. Thì mọi người đây hôm nay mình chỉ giới thiệu cái ý tưởng chính của cái thuật toán này và cái cách thức sử dụng các cái thuật toán như là gradient descent và cái phương pháp phân bố equation để viết thôi. Thì mọi người về mọi người đọc thêm mình gửi cái slide này, mình cũng định đi giới thiệu qua cho mọi người cái này thì cũng hơi gấp rồi nên là mình rồi mọi người slide này mọi người phải đọc thì mọi người chú ý cho mình cái evaluation này nhá, thì mọi người phải đọc cái evaluation of linear regression này, tức là mình sẽ có các chỉ số này các metric để đánh giá một cái mô hình linear regression nó có tốt hay không. Thì mình về cần chú ý những cái metric như là MSE này, rồi MSE này, MAE này, MAP này, những cái đáng chú ý nhất về mình đọc xem là nó là như thế nào. Thì mình sẽ gửi cái này với các bạn sau. Thì buổi hôm nay mình cũng giới thiệu qua cho mọi người về cái ý tưởng chính của cái thuật toán này như thế nào và những cái cơ sở toán học để xây dựng nên những cái phương pháp để giải quyết thuật toán này là như thế nào. Và không còn gì nữa thì buổi học cái buổi giảng của mình mai dừng ở đây. Mọi người có câu hỏi gì cho mình. Nếu mà không còn gì nữa thì mình dừng ở đây nhá. Bye bye mọi người. Ủa? Ok. Bye bye nhá. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người ăn tối vui vẻ nhé. Anh Tùng với Tuấn mọi người lại nhớ chút. Chuẩn vừa đây đâu rồi? Trọng không vào. Không biết. Từ sao lại ao hết rồi, ban chuyên môn đâu? Đúng rồi, không biết là sau bữa nay hình như có câu lạc bộ nào đó mượn phòng mình ra ấy. Chưa.
Anh không biết. Alo, Tuấn ơi. Tuấn ơi. Đi. Alo, Tuấn ơi. Tôi đây, tôi nghe. Đang gọi Cường, Lê Phước Cường. Alo, Tuấn ơi.